10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ghi nhận tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, cố gắng của đại gia đình Sunfly, trong đó có các đối tác, nhà cung cấp, quý đại lý và đội ngũ cán bộ nhân viên Sunfly cùng đóng góp vào những thành công chúng ta vừa đạt được để tiếp tục tồn tại đến ngày hôm nay và hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Giám đốc Sunfly chúng tôi cũng đã thẳng thắn nhìn nhận lại mình, rút tiền những bài học, kinh nghiệm, những điểm và bất cập và nổi cộng, đồng thời đã để ra những giải pháp chiến lược mới nhằm tạo được sự chuyển mình mạnh mẽ trong năm 2015 tới đây. Và chúng tôi cam kết có những sự thay đổi hết sức tích cực, và Sunfly xin kính chúc quý đối tác, quý đại lý và đội ngũ nhân sự Sunfly đón một mùa xuân mới vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và người thân, sẵn sàng một tâm thế mới để đương đầu với những thách thức mới trong 2015 và đạt được những thành công vang dội hơn nữa. Và tất cả chúng ta cùng quyết tâm thực hiện thành công chiến lược bám sát đổi mới và khác biệt mà Sunfly đã đề ra cho 2015 này. Đồng thời xin hẹn gặp lại quý vị giờ này năm sau với những nụ cười hạnh phúc và thành đạt trên đôi môi của mình. Happy New Year! Chúc mừng năm mới! Xin thay mặt phòng thiết kế gửi lời chúc an khang thịnh vượng tới toàn thể đại gia đình Sunfly. Chúc công ty Minh Hương P&D ngày một phát triển. Chúc quý vị đại lý và toàn thể anh chị em một năm mới thành công, sức khỏe và hạnh phúc. Năm mới phòng kỹ thuật xuất xin chúc mọi người năm mới mạnh khỏe, sang năm mới tất cả nhiều niềm vui và thành công cuộc sống. Thay mặt bộ phận thu mua xin gửi đến đại gia đình Sunfly một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công. Xin chúc cho những mục tiêu và dự định của ban giám đốc trong năm 2015 sẽ thành công rực rỡ. Happy New Year! Thay mặt cho bộ phận khác xin chúc ban giám đốc công ty năm 2015 hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra trong năm 2015. Sản xuất thì đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh đạt hiệu quả cao, doanh thu cao trong năm 2015, hoàn thành xuất sắc mục tiêu của 2015 đã đề ra. Chúc ban giám đốc thành công trong năm 2015. Phòng kinh doanh kính chúc công ty ngày càng phát triển và vững mạnh. Chúc tập thể cán bộ công nhân viên sức khỏe thành công. Chúc hệ thống đại lý sang năm mới ất mùi kinh doanh đạt hiệu quả cao. Chúc mừng năm mới! Phòng marketing xin chào. Vâng, vậy là một mùa xuân mới lại về, một năm cũ đã qua với rất nhiều khó khăn, biến động và thách thức. Phòng marketing xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý đối tác cùng các anh chị em cán bộ công nhân viên của các phòng ban đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Và trong năm 2015, phòng marketing xin cam kết nỗ lực hết sức, cống hiến hết mình, nâng cao chất lượng công việc và đặc biệt sẽ cùng đồng hành và sát cánh cùng quý vị để hoàn thành trong các hoạt động kinh doanh và marketing. Nhân dịp xuân mới Ất Mùi 2015, phòng marketing xin gửi lời chúc tới quý đối tác cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty Minh Mưa lời chúc mừng năm mới. An khang thịnh vượng, Happy New Year! Trưởng phòng kho vận xin kính chúc ban giám đốc luôn vững tay chèo trên mọi con đường sản xuất kinh doanh. Xin kính chúc các đại lý luôn là những trụ cột vững chắc cho ngôi nhà Sunfly phát triển. Trưởng bộ phận giao nhận xin kính chúc công ty sang năm mới có nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh và sản xuất cho công ty, và kính chúc quý khách hàng có một năm mới thuận tiện trong việc buôn bán kinh doanh, và cũng cầu mong hàng hóa giao nhận của
Vâng, rồi rồi, chúng tôi là chuyển đi, không có chuyển về. Chúc thêm năm mới, phòng kế toán hành chính của thương hiệu thời trang cao cấp Sunfly xin gửi tới quý đại lý thân thương những lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, sự bình an, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Và đặc biệt sẽ luôn đồng hành cùng Sunfly trên những chặng đường tiếp theo. Và cuối cùng xin được gửi lời chúc tới ban giám đốc công ty, được toàn thể cán bộ nhân viên và gia đình một năm mới sức khỏe, thành công và may mắn. Chúc mừng năm mới. Xuân xuân ơi xuân đã về.